Chào các bạn, hôm nay giới thiệu bạn một cái bao đến từ Wadia. Model là A102 và mới 100%. Mình sẽ khui thùng và test luôn. Thì mức giá thị trường là 39.550.000. Mức giá mình cũng mới 100%. Có bảo hành luôn cho các bạn là 20.000.000. Mình giảm giá là 50% cho các bạn luôn. 50%. Thì không phải riêng gì một chỗ bán mà nhiều chỗ bán cũng vậy nha. Thì các bạn cứ tham khảo Wadia 102 thì bạn sẽ biết được. Đó. 39.550.000. Con này là lắp ráp hoàn toàn tại Mỹ nha các bạn. Lắp ráp tại Mỹ. Đây là một dòng bao của Lạc D. Âm thanh rất là ngọt ngào và hiệu suất rất là cao. Và cái bao này thì nó thiết kế rất là vừa, không có lớn. Rất là phù hợp nếu các bạn đang có một cái bao cái Pre Digital của nó là D122. Và đây mình sẽ khui ra. Đây là muốt xốp. Con này có mặt lưng, đây là catalog. Mặt lưng là mặt kiến đây nha. Mặt lưng là mặt kiến, đây nó làm cái lớp muốt rất là mềm để cho tránh bị bể vỡ trong quá trình vận chuyển. Cọc lo là bằng đồng. Wadia là một cái thương hiệu từ năm 1988, thành lập từ đó cho đến nay thì hơn 30 năm và rất là nổi tiếng, có rất là nhiều bằng sáng chế cũng như là giải thưởng về cái lĩnh vực âm thanh. Và cái con này là một cái con được đánh giá rất là cao so với cái tầm giá là dưới 2.000 đô thì lại là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Tuy nhiên thì bên mình bán có 20.000.000 thì đây là sự lựa chọn càng hoàn hảo càng tốt hơn. Và bây giờ các bạn chờ mình khui ra nha. Mình lội ra. Bên mình có bán chiếc bay vào ổ cứng, một cái chiếc bay là 800.000 chép sạc nhạc. Một cái ổ cứng là tạo chiếc bay 800.000 chép sạc nhạc 128GB. Ổ cứng 1.000GB chép sạc nhạc là 2.000.000. Tùy nhu cầu mà các bạn sử dụng nha. Rồi đợi mình lội ra nha. Bây giờ mình đã lôi cái bao này ra rồi, mình cắm điện vào rồi. Thì bạn thấy đây là logo Wadia. Mấy cái dòng đời cao thì logo này nó có đèn luôn, còn cái dòng này đời này thì nó chỉ vậy thôi. Đây là nút power, chúng ta chỉ nhấn vào để là nó mới lên thôi. Standby và tắt. Con này thì theo thông tin của hãng thì nó đánh được công suất là 100W cho là 4 ohm và 200W một cặp cho loa 4 ohm và 100W một cặp cho loa 8 ohm nha. Đây là phía sau. Cọc gắn dây loa được xi đồng điện 220. Đây dòng chữ Handrack USI. Đây là đường 35, đây là đường input của AV. Mình sẽ kết nối với cái rè ổ cái ô để mình chơi nha. Đó, mặt kính của nó thì nó kính bóng thì nó hơi bám bằng tay, hồi nào chúng ta thấy nó bụi chúng ta lấy cái khăn ướt nó lau thôi. Đó là ok, không có vấn đề gì nha. Rồi. Giá rất là tốt luôn. Thị trường 39.000.000 mình bán 20 thôi. Giảm gần 50% nha các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức cái âm của nó nha.
gian là cuộc tiên. Đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên. Người theo gió chiều nhờ
nơi miền Nam thêm yên vui. Ngày mình gặp nhau không còn đau thương đơn côi. Giờ này người đi chẳng gian khổ, thì hoa môi không nở, ánh mắt quên tình mơ. Màu tím dần làm cuối trời. Oh,